Nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 10 km, Lăng Khải Định là công trình kiến trúc cuối cùng của triều Nguyễn và cũng là công trình nổi bật nhất trong tất cả những lăng tầm khác, nhờ vật liệu xây dựng tân thời và ảnh hưởng của nhiều trường phái kiến trúc ngoại quốc. Thời còn ngồi trên ngai vàng, Khải Định ăn chơi sa đọa, phục dịch kẻ thù cướp nước, mặc cho dân tình khổ cực và mang tiếng xấu nghìn năm. Đến nay, dân gian Huế vẫn văng vẳng câu vè. Tiếng đồn Khải Định nịnh Tây, nghề này thì lấy ông làm tiên sư. Câu thơ văng vẳng đó càng khiến cuộc đời của vua Khải Định trở nên trớ trêu, mỉa mai hơn trong mắt hậu thế. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Tung Tăng TV đang còn đứng ở Lăng Khải Định, một nơi mà cảm nhận của mình rất là đông khách. Tại sao lại đông khách? Tại vì là ở đây có một cái lăng nó rất là đẹp và lối kiến trúc thì rất là độc đáo. Mình cứ tưởng tượng là giữa lưng chân đôi lại có một tòa lâu đài bằng đá thì sẽ như thế nào nhỉ? Thì cũng rất là bất ngờ, bởi vì đến đây mình thấy rất nhiều nam thanh nữ tú tập trung đến đây. Một điều mà gọi là ít thấy đến những nơi mà khu vực lăng mộ các thứ. Ok, để thực tế hơn thì bây giờ xin mời các bạn cùng Tung Tăng TV đây xem. Ok, đây được. Cái khu vực này chúng ta sẽ phải leo 100 bao nhiêu bậc đá em nhỉ? Chiều hôm nay thì chúng ta sẽ leo 127 bậc cấp băng đá. Nói chung là mình cũng phải cố gắng để mà có thể leo được hết trên nhiều bậc cấp trong các bạn ơi, để thưởng thức một cái cảnh đẹp hay là muốn làm cái điều gì đó mà đến đích thì chúng ta sẽ phải vượt qua rất nhiều là điều vất vả. Để thưởng thức được đúng cái đẹp của nó thì chắc chắn chúng ta sẽ lên 127 bậc đá ở Lăng Khải Định. Một cái lăng được xây ở trên đồi cao, khá là cao luôn. Bây giờ xin mời các bạn qua đường nha. Ở đây có một cái lối dành cho người đi bộ, nên là khi qua đường cũng hết sức lưu ý. Vào tầm khoảng bây giờ là 5 giờ chiều, 17 giờ là cái lúc khách du khách tập trung khá là đông. Và vào cái thời điểm này thì thấy rất nhiều bạn trẻ nha. Mình đang bước trên những cái bậc cấp đầu tiên. Và người ta để dễ đi hướng thì cứ một khoảng lại có bậc cấp như này. Có nghĩa là đến lúc nào mệt thì chúng ta sẽ nghỉ một tí. Đúng rồi. Nếu như mà hơi thở có hơi gấp gáp thì các bạn cũng hết sức thông cảm, bởi vì chúng ta sẽ phải chinh phục cái chỗ này. Có những bậc tam cấp nó cao hơn nữa, có những thứ nó khó khăn hơn nữa, chúng ta cũng chinh phục. Rồi, chúng ta lưu ý khi đến các khu vực tôn nghiêm thì cũng lại không nên mặc những trang phục quá ngắn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào thôi. Ơi, sau lưng chúng ta là sẽ là cái khung cảnh của Lăng Khải Định phía trên này. Đúng rồi, bây giờ là chúng ta chỉ vừa mới đi ngang qua khoảng tầm 30 bậc cấp thôi. Đó là những cái bậc cấp đầu tiên. Và chúng ta sẽ còn chinh phục khoảng gần 100 bậc cấp nữa. Và chúng ta sẽ đi đến chặng bậc cấp thứ hai nha. Và ngay sau bậc cấp này thì mình sẽ đi đến khu vực có tấm bia của vua Khải Định cùng với những quang cảnh rất là đẹp. Mình đi thôi. Cảm nhận của mình thì bắt đầu thấy cái không khí khá là đông vui của rất nhiều bạn nữ nha. Phải nói một câu là rất nhiều bạn nữ đến đây để chụp hình. Màu sắc chủ đạo là đen và vàng. Nên vàng thì nó sẽ rất là nổi trên những cái màu sắc màu tràn màu sáng. Những bạn trai thì lại đưa bạn gái lên đây chụp đúng không? Hai bạn. Hello. Hai bạn từ đâu đến? Hội An đúng không? Hội An chạy xe ra đây luôn. Rồi chúc cô lẻ nhá. Cổ đô Huế. Chúng ta lại tiếp tục. Thực sự là ở chỗ này thu hút rất nhiều các bạn nữ nha. Quá nhiều luôn. Đẹp man. Nếu như muốn ngắm các bạn nữ xinh đẹp của Huế thì các bạn hãy đến đây. Mà không chỉ có ở Huế đó nha, rất là nhiều tỉnh thành khác ngày hôm nay cũng về Huế đó. Rất nhiều. Cái này cảnh quay trong phim Mắt Biếc này. Được ha. Khu vực Dùng Dắt Hà Lan đi chơi. Đây là khu vực có tấm bia Thành Đức Thân Công, với lại những cái công trạng của vua Khải Định. Mình sẽ đi lên phía trên vào trong khu vực tấm bia của vua Khải Định. Đây thì sẽ dễ hiểu như hơn nha. Đây, mấy cảnh. Thôi, có cô bạn ngồi bên kia đẹp chứ kìa. Đâu? Đấy, chúng ta sẽ đi xem những cái góc nhìn hay. Đây là cột trụ biểu, nó cũng giống như ở trên lăng vua Từ Đức vậy. Khá nóng. Chịu khó thế.
Một cuồng hơi ngắn. Thực sự nếu như đi vào Lăng Khải Định thì cảm nhận anh thấy là nam hình như ít, nữ nhiều. Tại vì Lăng Khải Định thì chụp ảnh là rất là đẹp. Mà chủ yếu tất cả bạn nữ mới thích là chụp ảnh gọi là chụp ảnh phiêu á, nam thì ít hơn. Rất nhiều, rất nhiều. Cái không gian ở đây đúng là thực sự rất là phù hợp cho tất cả các bạn đến đây chụp hình thật. Nếu bình thường mà với mức giá thì tầm khoảng bao nhiêu vé bao nhiêu em nhỉ? Vé để tham quan các lăng ở Huế, lăng Từ Đức này, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng là 100.000 đồng cho một vé. Đối với khách nội địa, khách Việt của mình ấy. Chưa? Rất đẹp, du khách ở khắp nơi đến. Mình thấy là kiến trúc nó cũng rất là đặc biệt. Đó là kiến trúc mà mình hay gọi là Đông Tây kết hợp. Đi gặp bên này em. Wow. Cái lăng Từ Đức, lăng rất là rộng. Mình tham quan cũng rất là lâu, nhưng cái lăng đó thì xây dựng trong vòng 3 năm thôi. Còn riêng lăng Khải Định này thì xây dựng đến 11 năm. Wow. Từ năm 1920 cho đến năm 1931, lăng mới được hoàn thành. Tại mình thấy công sức, tiền bạc của cải đổ hết vào trong cái lăng Khải Định này. Thì nó rất nhiều những cái họa tiết đặc trưng. Đấy các bạn xem này. Lăng này gọi tên là lăng của vua Khải Định thì gọi tên là Ứng Lăng. Ứng Lăng. Nhưng mà người Huế thì cứ hay quen cách gọi là thôi lăng vua Khải Định. dễ nhớ. Hello. Đằng này cũng nó có ở đây thì chúng ta cũng không được quay phim chụp ảnh ở đây. Cho nên là nhưng chúng mà trong kia người ta lại che lại có cái bảng no flash. Buồn cười. Vâng. Ở đây thì ngoài này thì cấm quay phim chụp ảnh, nhưng mà trong này chỉ có không được dùng đèn thôi. Tại vì á, là mọi người cảm thấy là trong này nó quá đẹp. Mà không chụp ảnh thì rất là tiếc, bởi vì một lần đến là một lần khó. Nên thôi cũng chịu khó chụp một vài cái ảnh và không mở đèn flash là được. Đây các bạn thấy kiến trúc cực kỳ đẹp, những họa tiết. Ở trong lăng Khải Định á, thì nét đặc biệt trong này, độc đáo trong này đó chính là trần. Cái trần ở phía trên đầu mình ấy. Các bạn quan sát phía trên trần nhà này. Nó thật ra đây là một cái bức tranh anh ạ. Gọi là tranh Cửu Long Ẩn Vân. Tức là có 9 con rồng mà ẩn trong mây. Và một điều đặc biệt nữa là vì họa sĩ tài ba vẽ đến bức tranh này, ông này tên là Phan Văn Tánh. Và đặc biệt đó là không phải vẽ bằng tay đâu, không vẽ bằng chân đó. Ui. Đây hả? Đúng rồi, ông bức tranh này chân, mà vẽ bằng chân. Cho nên là nó thôi thúc về sự hiểu kỳ của người dân, của du khách và của các nhà nghiên cứu nữa. Bây giờ chỗ này thì chúng ta có thể đi vào và quay phim được không nhỉ? Được ạ. Wow. Ở trong này chính là nơi chôn cất lăng mộ của vua Khải Định, chôn cất thi thể của vua. Như ở lăng Từ Đức thì em có giới thiệu đó là các cái khu lăng mộ thường thì chúng ta sẽ không biết được vị trí chôn cất thi thể của nhà vua, bởi vì đó thể hiện một cái sự tôn nghiêm. Nhưng mà đối với lăng mộ của vua Khải Định thì là một điều khác biệt. Tại vì đối với vua Khải Định, ông nghĩ rằng là với một cái kiến trúc nguy nga đồ sộ như thế này thì không ai nỡ lòng nào mà phá vỡ nó đi cả. Cho nên là ông mong muốn là vị trí đặt bức tường bản thân ông cũng chính là vị trí mà chôn cất thi thể của ông. Thì cũng có bậc tam cấp này, thiên địa nhân này. Phía sau thì có vầng mặt trời đang lặn và hướng về phía tây, có nghĩa là hoàng đế đã băng hà. Và ngay bàn có tường của hoàng đế Khải Định với tỷ lệ là 1:1. Ngày xưa anh thấy hoàng đế Khải Định là hơi nhỏ nhắn. Người cũng nhỏ nhắn và xinh xắn chứ còn không có to cao. Mình cứ nghĩ là
vua là phải to cao, hoành tráng đúng không? Ông cũng nhỏ nhỏ. Ông thì cuộc đời của ông cũng có nhiều cái để nói đến. Nhưng mà thường mà khi nhắc đến vua Khải Định ấy, thì người ta hay có những câu trêu đùa rằng là vua Khải Định thường không thích phụ nữ. Ừ. Đó, không thích phụ nữ mà chỉ thích đàn ông. Và đây là một vị vua đàn bóng. Tuy nhiên thì cái này cũng chưa có cái gọi là căn cứ. Ừ. Mà vua phải... Tức là người ta đồn lại thôi. Đúng rồi. Và vua Khải Định cũng có con, như vua Bảo Đại là con của vua Khải Định. Còn nếu mà nói về sự thật 100% thì có lẽ chúng ta phải quay ngược lại thời gian mà hỏi tìm đến ơi. Vua, đúng rồi. À, bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng ngắm toàn cảnh cũng như là cận cảnh về khu vực lăng mộ vua Khải Định nha.